Xin chào anh em, xin chào các bác. Minh Nho Đĩa Đông lại lên sóng giới thiệu anh em một mẫu lọc nhạc của JVC, hay còn gọi là Victor cũng được, bởi vì nội địa nó gọi là Victor và ra nước ngoài nó gọi là JVC. Và mẫu lọc này là mẫu lọc dai to, thì nó sẽ có hai cầu điện, đó là hàng xuất Mỹ, có cả điện 100 và điện 220, điện 120V. Mẫu lọc xia hãng Victor và hãng JVC. Nếu các bác chơi âm thanh thì sẽ biết nó sẽ liên kết với hãng xia của Mỹ. Tất cả những sản phẩm của hãng này thì đều có chữ xia đi kèm, bởi vì nó liên kết với hãng âm thanh rất nổi tiếng của Mỹ, đó là xia. Và mẫu lọc này có tên là SE472, một mẫu lọc dai to. Anh em có thể nhìn thấy con âm đi phía dưới là san sui, bề ngang 4344 và nó đặt vào dạng khít luôn. Khít luôn. Lọc này có đèn nháy liền nhau cho vế trái vế phải, nó không làm sát vào, thì trông nó cũng như là một cái đèn rất to anh em nhé. Khi có lọc thì anh em sẽ để chế độ C on. Còn nút này là nút nháy và không nháy. Nút này là nút của máy, nút này là nút người dùng. Có nghĩa là ở đây máy có 6 kiểu nhạc program. Anh em bấm lên xuống này, 6 khung nhạc khác nhau đó. Và manual cũng tương ứng như vậy, do người dùng mình lưu. Ở đây cửa hàng đã lưu sẵn hết rồi, chỉ còn mỗi chế độ K dưới cùng là chưa lưu. Nó chỉ là cái tên thôi anh em nha. Nút này là nút kích âm hoặc là giảm âm. Siret mình không dùng đến. Có hai đường vào âm thanh, đó là đường tape và đường la. Ở đây tôi đang chạy đường la nên là phải nhả ra. Đây là nút điều hướng để anh em chuyển giải âm. Bass mid chép nhấp nháy đâu thì mình chỉnh lên xuống ở đó. Và mẫu lọc này cửa hàng bán giá 4.500.000 đồng. Hàng bãi zin đẹp keng, góc cạnh không có chuyện xếp mẻ, xếp sát tí ti là phải có ở đâu đó, nhưng tổng thể là đẹp không hiểu chê. Hai cầu điện và điện đang chạy là điện 220. Anh em lưu ý là những mẫu lọc dai to thì lúc nào nó có hai cầu điện anh em nhé. Trừ những mẫu mọc lọc phay nhôm. Mẫu lọc phay nhôm thì nó dành riêng cho thị trường Nhật, thì nó điện 100. Đây, đang chạy điện 220, điện 115 và 117. Đó. Hai đường vào, đường xuất âm thanh, ra có một đường, đường vào còn lại tape in đây. Rất rõ ràng. Bề sâu thì nó tầm 30, chiều cao nó tầm hơn 10 cm. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vào phần nhạc. Anh em cùng nghe. Tôi sẽ chuyển các kiểu nhạc thì nhạc nó sẽ, chất nhạc nó sẽ thay đổi theo nhá. Anh em theo dõi, chỉ cần bấm vào lên xuống này thôi. Chế độ manual là của người dùng, tôi đã lưu rồi. Chế độ program là của máy, để cửa máy đi. Xong thay đổi kiểu nhạc. Qua đi bên cạnh. Qua đi dưới. Ra đi tôi nhớ thương người, nghẹn ngào cây đắng bờ vui. Kiểu xưa, số 3, kiểu số 4, kiểu số 5, kiểu số 6. Này nó tương ứng cho các cái bát chép mít khác nhau, thì anh em cứ hiểu là cần gạt nó này, thì ở đây là nó chỉ gạt đến mức này thôi. Nếu cứ giảm xuống cái này thì bát nó thấp xuống, giảm xuống bên này là chép thấp xuống. Nghe nó rõ nhất này, bởi vì bass và chép nó đẩy lên mạnh nhất, lời nó thấp thì nghe nó rõ.
sẽ lưu kiểu cuối cùng anh em theo dõi nhá. Nhiều kiểu quá nên là mình lưu kiểu gì nó cũng phải gần gần na ná nhau, chứ hai ba kiểu thì nó còn khác được. Chứ bây giờ anh em phải hiểu là đã có 6 kiểu của máy rồi, lại 6 kiểu của người dùng nữa, thì mình lưu kiểu gì để cho nó khác biệt rất nhiều, đúng không? Bởi vì lưu nó khuôn nhạc nó chỉ có thế, mình vẽ làm sao vẽ được đủ các kiểu. Nghĩa là anh em không cần dùng chế độ của người dùng là manual, thì anh em dùng kiểu của máy là program, đã có 6 kiểu rồi, thao rồi. Ok, rất chi tiết và rõ ràng. 4.500.000 đồng là giá của em nó. Sear Victor JVC 472 hàng bãi zin, đèn nháy đẹp. Nhìn các bác nhìn cái đèn nháy này, nó như kiểu những tòa nhà cao tầng ở thành phố, đúng không? Nó không khác gì kiểu đấy luôn.